trải nghiệm cảm giác mạnh. Trong chương trình tạp ký điên rồ nhất, chuyện gì sẽ xảy ra với họ? Toàn những bữa ăn khó khăn. Với những thử thách ngạt thở, tất cả sẽ khiến bạn phải bực vì đau. Muốn ăn thì phải lăn xả. Khởi chiếu vào mùng 3 tháng 11 trên kênh Discovery Asia.